Tôi là Nguyễn Minh Nghĩa, trưởng nhóm của Eurostar Big Band. Big Band là tên gọi của một thể loại mà ban nhạc đó là gồm nhiều bộ kèn góp lại với nhau thành một Big Band. Và Eurostar thì là vì là chúng tôi đang học và làm việc tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cũng mang một cái màu sắc là của lính tư nhiệm. Làm cho cái giấc mơ Big Band ở Việt Nam đã trở thành hiện thực. Xin cảm ơn các bạn. Không phải riêng tôi mà tôi nghĩ rằng là tất cả những người chơi kèn đều có một cái ước mơ được ngồi vào trong một cái Big Band. Và hôm nay các bạn không chỉ ngồi trong cái dàn Big Band như thế này mà các bạn còn biểu diễn, chơi nhạc để cho công chúng nghe. Và các bạn làm được đến 3 điều như thế và không còn gì tuyệt vời nữa. Và tôi không còn gì để nói nữa. Các bạn số 1. Ý của anh là thế nào? Là khen rồi thì thế nào nữa? Chỉ nói là xin thót là tôi không có chọn các bạn đâu. Ba người còn lại mà muốn được dàn Big Band này thì phải bước qua sát cùng. Và quyết định cuối cùng của cả band đấy là về đội anh Đức Chí ạ. Lần xuất hiện là như cái xe tăng tấn công, ủi hết tất cả mọi thứ trên đường. Hiếm lắm mới thấy được những điều này ở Việt Nam, để được nghe nhạc kịch với Big Band, với cái giọng hát rất là đỉnh của Ngọc. Tôi chỉ có bấy nhiêu đó lời thôi. Chúc mừng cả bạn. Các bạn đang có số điểm 170,3 điểm. Xin chúc mừng. Ôi cái kiếp lặng lờ. Lờ sao lặng lờ sao. Ôi cái kiếp lặng lờ. Em thương anh. Cái phần vượt tường á, thì Ngọc đã có một sáng tác đã rất là gây ngạc nhiên. Mà hôm nay thì em đã đưa hẳn cái thể loại dân gian. Chị thấy rằng là em đa tài quá. Thường thường ấy là người ta đã sáng tác hay thì ít khi hát hay. Ê, nhộp. Đấy, nhưng mà đây lại còn hát hay. Em muốn hát, muốn hát, muốn hát. Các bạn biết rồi đấy, một bản rất khó mở đầu chương trình. Các bạn đã rất cố gắng, nhưng đến với chương trình cố gắng không thôi chưa đủ. Còn phải thể hiện cả trình độ, khả năng. Và các bạn được đánh giá là những người có khả năng, có trình độ. Mời các bạn vào đêm chung kết. Xin chúc mừng. Tác phẩm ở vòng cuối cùng mà Eurostar Big Band chọn đó là tác phẩm mà Ước mơ người chiến sĩ. Như các bạn đã biết là chúng tôi là những người đồng đội, là những người chiến sĩ. Và đó là ca khúc mà chúng tôi muốn gửi đến mọi người, cũng như tinh thần của chúng tôi muốn gửi đến mọi người. Phải nói thật là cái tác phong của họ đúng là tác phong của những người lính. Họ làm việc rất là nghiêm túc, rất là chuẩn mực. Đây là một nhóm nhạc tôi hãnh diện vì đã có các bạn ấy về đội của mình. Cái vòng thi cuối cùng này nó cũng không hẳn là một vòng chung kết nữa, vì nó sẽ là một cái vòng mà chúng tôi sẽ biểu diễn hết tất cả những gì chúng tôi có, và mong là được mang âm nhạc của mình đến với nhiều người hơn nữa. Và chúng tôi rất cần sự ủng hộ của các bạn.